Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một khu dòng sông khá là đẹp các bạn. Đây, hiện tại nó đang có những cơn sóng lăn tăn rất nhỏ để tạo ra một cái cảnh khá là đẹp bên các bờ sông. Bên cạnh sông thì hắn có những cái cành cây đã xuống. Để tạo ra cái dòng sông khá là đẹp đây. Những thân cây rã xuống khá là đẹp. Dòng sông thì với tính chất là rất yên bình các bạn, nhưng mà có những cơn sợ gió làm lay động những cái vạt nước trên để cho thành tạo ra một cái sóng nước rất là đẹp các bạn.
mặt là nắng vàng nó trải chiếu dài lên trên thảm cỏ rất là đẹp, và dưới là dòng sông. Ok, đã hết rồi, xin chào bạn.